Em chào các bác, chào các anh chị. Hôm nay em nói sơ qua về hai cái vấn đề, đó chính là một là chăm sóc mầm gốc nó phát triển tốt, hai là chuẩn bị vào cái mùa mưa nhiều. Hiện tại thì vườn em nó cũng đang có rất là nhiều bệnh, thì cần, đó chính là chúng ta cần phải phun thuốc phòng bệnh để chống thối nhũn anh nhé, chống thối, chống đốm lá. Cái lá đây nó bạc bạc như cái lá này. Đấy. Thì em sẽ nói về cái vấn đề chăm sóc mầm gốc trước đó, anh chị nhé. Chăm sóc cái mầm gốc này thì đây anh chị thấy đây, như những cái mầm này đa phần là nó đều ra rễ rồi, đúng không ạ? Thì cái này như cái này là trồng em để là nó có rễ. Đây còn như cái này là nó cũng có rễ. Đấy, nó có rễ, có nghĩa là có rễ cũ ấy. Đây. Cái này thế. Có rễ cũ. Nó có rễ cũ như cái này thì cây nó khỏe và nó cái mầm của nó ra rễ rất là nhanh. Khi anh chị trồng cao thoáng như thế này, trồng cao cách khỏi cái mặt đất, khỏi cái mặt giá thể một tí ấy, thì nó sẽ đỡ bị thối gốc hơn và đỡ bị teo mầm gốc. Còn như bây giờ là nó đang bị đốm lá như thế này nhiều này. Đấy, đang bị đốm lá nên mầm nó bắt đầu trường hợp là đang bị đốm lá dần anh chị ạ. Thì anh chị thời gian đầu khi mà nó mới ra mầm như này nhá, anh chị nên phun một ít những cái loại thuốc kích rễ để cho cây nó ra rễ nhanh. Và khi nó ra rễ nhanh thì nó sẽ cây nó khỏe và nó vượt lên. Như những cái cây này thì nó là những cái cây em trồng đầu, gần như là trồng đầu tiên thì nó lên mầm sớm và nó ra rễ nhanh, có nghĩa là trồng sớm ấy. Đấy, còn những cái cây trồng sau thì nó sẽ lên mầm sau. Những cái cây này hay những cái cây đằng này thì nó sẽ lên mầm sau, còn những cái cây mà trồng trước đây thì nó lên mầm sớm và nó ra rễ, mầm cũng rất là dài rồi anh chị ạ. Đấy, đây những cái mầm này cũng thế. Đấy, mầm nó dài và nó ra rễ rồi. Thì đấy là khi mà mình trồng sớm thì là lợi thế hơn ở cái chỗ đó, chính là nó sẽ ra rễ nhanh và mầm nó phát triển nhanh và dài. Còn nếu như mà trồng muộn ấy, trồng dịp sau ấy, thì đây anh chị nhìn này, nó cũng ra mầm rồi nhưng nó sẽ chậm hơn. Có nghĩa là năm nay nếu như mà anh chị mà trồng lại thì cái việc là nó cây nào mà trồng sớm thì nó ra mầm sớm, cây nào trồng muộn nó ra mầm muộn. Đấy, hay như cái cây này, cái phi điệp đấy, nó ra trồng sớm, hoặc là có những cái em trồng từ năm trước thì nó ra mầm đây, như cái này mầm nó đã to bằng kia rồi. Đấy, nó rất là mập. Đấy là về phi điệp tím hay là phi điệp đột biến cũng như vậy, anh chị cứ chăm nó như nhau. Phi điệp tím hay phi điệp đột biến nó xem nhau, nó là cùng phi điệp cả mà. Đấy, anh chị trồng sớm, trồng lại, nếu mà có trồng lại mình sẽ trồng lại sớm nhé, trồng lại sớm để cho nó lên mầm sớm và nó ra kia sớm anh chị nhé. Xong khi mà nó lên mầm sớm như này thì chúng ta phun các loại thuốc kích rễ này, phun thêm canxi magie này. Đấy. Cái CMG ấy. Đấy. Đây, thì cây nó cứng cáp và nó ra rễ. Mình phun kích thích ra rễ một tí thì nó ra rễ nhanh anh chị ạ. Ra rễ nhanh đây thì là nó sẽ phát triển, nó sẽ nhanh hơn. Còn những cái nào mà nó ra mầm ít như này, đây này, hay kể những cái này như thế. Chứ khi mà trồng sau này thì nó ra mầm rất là chậm. Anh chị ạ. Những cái mà trồng càng muộn thì nó càng mầm muộn. Những cái nào trồng sớm thì nó ra mầm sớm. Đấy, như những cái này, bởi vì em trồng theo nó gần như là trồng cứ lung tung, trồng xong cái nào cũ thì nó ra mầm sớm thì nó dài. Đấy, cái trồng trước là nó ra mầm, phun ra rễ một chút anh chị nhé. Và cái khi mà nó khỏe như này này, những cái bé như này thì mình chưa cho phân tan chậm vội. Đấy, hay là những cái này, cái đằng trước này nó bé, chưa chúng ta không nên cho phân tan chậm vội. Đấy, khi nó dài nó ra rễ thì chúng ta bắt đầu cho phân tan chậm. Phân tan chỉ chậm thì có thể phân trì hay là phân đài hay là phân hữu cơ tùy. Đấy, như các anh chị nhìn đây, như cái chậu này, anh chị nhìn cái bộ rễ của nó, cái mầm nó to này mà. Đấy, mầm nó to, mầm này là như cái mầm này nó khoảng tầm gần 40 rồi. Đấy, gần 40 thì chúng ta có thể bắt đầu là có thể cho một ít phân tan chậm vào được để cho nó phát triển. Khi mà nó phát triển ra rễ rồi thì mình cho phân tan chậm để cho bắt đầu nó ăn. Cây nó ăn thì là nó sẽ tốt anh chị ạ. Đấy, đây này. Hoặc như những cái này này, nó ra rễ rồi thì mình bắt đầu có thể là mình cho những cái gói phân nhỏ này xuống, hoặc là rắc. Thì cái việc rắc hay là chúng ta để có nghĩa là để từng hạt hoặc là để vào túi này thì nó như nhau. Nhưng mà cái là các loại phân mà khi mà chúng ta cho vào trong túi như này, khi là những cái phân vàng, cái phân trì ấy, nó xám ấy, chúng ta cho vào túi mà nó
nó hết dưỡng chất thì chúng ta có thể bỏ đi được. Còn ví dụ như những cái mà chúng ta rắc trực tiếp ở đây, chúng ta về sau chúng ta phải xả và rửa đi. Rửa nó đi để cho nó đỡ bị gọi là bị làm bẩn giá thể. Chúng ta phải rửa tưới thông chậu ấy, tưới anh chị tưới thông chậu từ trên xuống dưới anh chị nhá. Thông chậu từ trên xuống dưới thì nó sẽ sạch, nó sạch. Đây. Ví dụ như cái cây này đây. Anh chị nhìn cái cây này nhá. Đây là nó là cũng là một cái cây cửu long rất là to. Đấy, mầm của nó khoảng tầm 50 60 và rất là to đây anh chị nhìn. Cái mầm gốc nó rất là to. To như ngón tay của em. Đấy, nó rất là to. Thì khi mà nó to như này này, cái cây nó tốt này. Thứ nhất là cây này nó thuần chậu từ năm ngoái. Thường thì hai cây nào hai năm thì em mới trồng lại một lần. Thì những cái to như này này thì chúng ta khi mà nó có nhiều phân tan chậm nó tan này anh chị. Tan này nhá. Anh chị phải rửa khi nó tan hết như này á thì chúng ta phải tưới rửa thông để cho nó thông những cái bụi bẩn này nó trôi đi. Thì cái giá thể nó thông thoáng sạch thì nó không đỡ bị nó đỡ bị bít giá thể và đỡ bị mục và nó đỡ côn trùng nó ở. Còn nếu như mà khi mà có cùng làm một cái cây to này nhá. Anh chị nhìn cùng cây to, cửu long lá lỗi như Phú Thọ này. Đấy, cửu long năm nay là gần như năm nào nó có lá lỗi này. Nó kiểu lá kẽ kẽ anh chị ạ. Thì ví dụ như những cái mà đây anh chị nhìn những cái này. Những cái này chúng ta trồng vỏ thông to. Khi mà anh chị trồng vỏ thông to ấy thì cái việc mà nó có những cái mạt bụi này rất là ít. Đây này, ví dụ như mà khi mà mình cho phân hữu cơ, ví dụ như phân dê hay phân chuột quế, nó ta rắc lên ấy, thì nó rất là dễ ra những cái bụi mạt và nó đọng ở đấy. Thì còn những cái gốc này thì chả sao, đây anh chị nhìn nó to như ngón tay. To kinh khủng luôn. Rất là to. Đấy thì là cái giá thể này của nó này. Anh chị tưới thông chậu để cho nó sạch, để cho nó không bị đọng những cái bẩn anh chị nhá. Đấy. Đây khi chúng ta tưới lưu ý. Tiếp theo thì đến cái việc mà bón phân. Bón phân thuốc chống gọi là thuốc chống thối ấy, anh chị ạ. Thuốc chống thối. Thì đây. Lại một cái lá cửu long lỗi. Đấy, kiểu lá kẹ anh chị hay gọi là như Phú Thọ ấy. Đấy. Trông nó rất là vui vui. Thì ở đây thì để em xem. Những cái cây như cái mùa này nó bị rất là nhiều bệnh. Để em đi xem trên này xem một số những cái bệnh thường gặp. Và em sẽ đây. Đây chị nhá. Anh chị thấy cái lá nó bắt đầu vàng vàng không ạ? Lá bắt đầu vàng vàng. Đấy, đây. Đây những cái lá vàng đây. Đấy. Một số những cái bệnh đốm lá như thế. Đây đây. Đấy, đốm lá này, gần như là cây nào nó cũng bị đốm lá. Anh chị ạ, vườn thì gần như là cái việc mà đốm lá như này thì không thể tránh được. Không thể tránh khỏi được anh chị ạ. Vườn nào cũng sẽ có bị đốm lá. Những cái đốm lá này chúng ta phải phòng, nếu không mai kia nó mưa nhiều là rất là dễ bị thối nhũn. Cái việc mà anh chị phun phòng ấy thì anh chị có thể phun những các loại thuốc chống thấm, chống thối, chống thối nhũn, ví dụ là một số loại cơ bản nhá. Ví dụ chúng ta có thể dùng di than này, anthracone, stanner, hay là poner, hay là geomin, hay là kinkinbun, hay là một số những cái thành phần thuốc khác. Thì khi mà anh chị mà có sử dụng bất kỳ một cái loại chống nấm nào, thuốc phòng trừ bệnh, phòng bệnh và trừ bệnh ấy, thì anh chị lưu ý là đọc giúp em cái hướng dẫn sử dụng. Hướng dẫn sử dụng là cái điều quan trọng nhất. Và cái việc đó chính là anh chị đọc hướng dẫn sử dụng đấy để cho nó kỹ, xong chúng ta sử dụng theo cái hướng dẫn sử dụng đấy. Còn nếu như mà để mà nói về các loại thuốc chống nấm, thuốc thối hay là thuốc chống rỉ sắt nhá, rỉ sắt hay là một số sương mai các thứ nhá, anh chị cứ đọc thử cái thành phần của nó thì anh chị sẽ hiểu được rằng là tất cả những cái thuốc chống thối là nó gần như là nó cũng xem nhau, nó chỉ khác nhau cái thành phần một chút thôi, nó khác nhau rất là ít. Anh chị phun phòng bệnh, cứ những cái thuốc phòng bệnh thì mình phun phòng nhá, còn khi nhà mình đã có bệnh rồi thì mình phun cái thuốc trị bệnh đấy. Anh chị lưu ý ở những cái tem mác thuốc ấy, người ta cũng có ghi rõ ràng luôn là cái thuốc nào là thuốc phòng bệnh, thuốc nào là thuốc trị bệnh, thuốc trừ bệnh ấy. Đấy thì anh chị có thể đọc qua những cái thuốc đấy, bởi vì cái quan trọng khi mà chúng ta khi mà chúng ta phun thuốc ấy, chúng ta phải hiểu về thuốc, chúng ta phải đọc về thuốc đã. Bản thân em đã đọc rất nhiều và em dùng rất là nhiều loại thuốc để cho cây nó phát triển tốt. Thì anh chị cứ phải đọc thật là nhiều loại thuốc. Ngoài ra thì nó cũng có một số những cái loại mà không phải là dùng thuốc hóa học ấy. Thì như một số anh chị cũng hay dùng những cái là
những cái sản phẩm thuốc tự chế bằng một số những cái loại củ quả thực vật chúng ta ngâm, thì anh chị có thể học hỏi và tham khảo của một số những cái đơn vị khác. Chứ như em thì em hay dùng thuốc bảo vệ thực vật nên là em lại không dùng mấy cái loại hữu cơ đấy anh chị nhá. Thì anh chị có thể xem và thêm và tham khảo. Ở trên YouTube có rất là nhiều vườn người ta cũng nói về cái việc là chúng ta sử dụng một số những loại nấm, một số những loại nấm đối kháng, hoặc một số những cái cách mà chúng ta ngâm những các loại hoa quả dùng để phòng trị bệnh ấy anh chị nhé. Cảm ơn tất cả mọi người, hẹn gặp lại. Xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau với những video giới thiệu cây hoa lan đến tất cả các anh chị. Xin cảm ơn tất cả mọi người, xin chào và hẹn gặp lại.